Tôi rất nhớ tôi của ngày xưa. Khi lần đầu tiên nhận được thẻ công tác, biết cuối cùng mình cũng trở thành một phần của phòng pháp chứng, tôi thật sự thấy rất vui. Mỗi lần đeo thẻ công tác này, cùng với mọi người bước vào hiện trường vụ án, tôi tin rằng bằng sự chuyên nghiệp của chúng ta, cho dù vụ án có khó như thế nào, chúng ta cũng có thể tìm ra chân tướng. Nhưng mà bây giờ tôi đã làm tổn hại tôn nghiêm của phòng pháp chứng, tôi cũng không thể trở lại là tôi của ngày xưa nữa. Có thể có rất nhiều chuyện có thể làm lại từ đầu, nhưng mà con đường làm pháp chứng này tôi đã đi tới tận cùng rồi. Tôi cảm thấy sự ra đi của tôi là cách duy nhất để tái lập phòng pháp chứng. Sư phụ à, mọi người xin tha thứ cho sự nhu nhược của tôi. Tôi sẽ ở một thế giới khác tiếp tục bảo vệ mọi người. Điện thoại Trầm Đình không ở định vị, mọi người giúp tôi tìm vị trí cô ấy. Nửa tiếng đồng hồ trước, đảo Cô Lĩnh, Tây Cống và tướng quần áo đều có mưa. Lượng mưa trong một tiếng ở đảo Cô Lĩnh đạt khoảng 15mm, Tây Cống và tướng quần áo thì đạt 30mm. Thể tích hơi nước trong không khí càng lớn, hình ảnh cầu vồng sẽ hiện ra rõ hơn, nên có thể là nơi có độ ẩm cao như tầng giấy đông. Lúc buổi chiều, vị trí cầu vồng xuất hiện ở sau mặt trời. Vậy là dùng nước ở hướng Tây Tây Cống. Sư phụ, sao anh lại đưa tôi tới đây? Tâm trạng không tốt, thích hợp ra biển nhất mà. Chậm đi, chậm đi, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.